Em thương anh nhất mà, ngày xưa em cũng nói yêu anh cho đến già, mà giờ đây em đã thương thêm ai nữa à? Có lẽ bây giờ em muốn ta rời xa, anh cũng đã từng nghĩ rằng em coi anh là tất cả, nhưng sao hôm nay anh mới nhận ra là em đã có thêm một người, một người thứ hai. Và em buông lời nói chúng ta nên dừng lại. Em ơi anh làm gì sai, sao em nỡ buông câu dừng lại? Em ơi anh làm gì sai, sao em yêu thêm người thứ hai? Anh thương em thật lòng đấy, sao em không thương anh thật lòng? Tình cảm đó em coi là số không? Nếu anh đã làm gì sai thì xin em nói. Em nói đi em, sao cứ im lặng? Tình mình bao lâu nay hóa thành cho ta, đớn đau này anh khánh, hạnh phúc còn lại nhường em. Đau này anh gánh, hạnh phúc còn lại là...